con ngon nè. Không, thì Thảo không? Mình sẽ ăn thì... Ngon các bạn. Miếng ớt đây. Đây là ớt chuông nha. Ớt chuông nha. Đây, đây là gì đây? Đây là gan. Đúng rồi. Đây là gan nè các bạn. Gan nha. Rất ăn thiệt vậy. Thì các bạn hôm nay mình mời các bạn ăn món lòng xào ớt. Ớt này là ớt Đà Lạt nha các bạn, nên là nó màu vàng cộng với nước nắng màu và xào với gan và mài dưa leo. Rất ngon luôn nè, bóc thử miếng ăn các bạn. Đây, đây bây giờ mình sẽ ăn thử một miếng nè. Bóc thử miếng nè. Không cố mẹ nói gì vậy? Đúng rồi, mẹ nói bữa cơm thật là tuyệt vời. Con tụi mày nói đứa con tuyệt vời chứ. Đứa con cũng tuyệt vời luôn. Con không ăn hoài. Con ăn ớt vô, ớt ngon không? Giờ mình sạch con ớt ra nha các bạn. Đây, con ớt đây. À, đây là chua ớt nha. Con ớt chưa xong. Cho đi mét. Nhớ cho đi mét nha các bạn. À, mình đặt nè, đây chưa. Cầm miếng rồi nha. À, các bạn, trong đây có cá thịt với miếng hành. Ngoài giòn giòn, cho ngon. Chấm nè, đó, hấp dẫn chưa các bạn? Hấp dẫn.